Tại Thanh Hóa, Bệnh viện Công an tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện hiện đang triển khai thí điểm mô hình cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình tại cơ sở y tế. Sau 3 tháng triển khai, việc thực hiện mô hình đã góp phần đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân và giảm áp lực cho cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, thay vì trực tiếp đến Sở Giao thông Vận tải để làm hồ sơ thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, khi công dân đến bệnh viện, ngay sau khi được kết luận đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục lái xe, sẽ được cán bộ nhân viên thực hiện cập nhật liên thông thông tin khám sức khỏe lái xe lên hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tiếp đó, cán bộ nhân viên bệnh viện chỉ cần thao tác trong vòng 5 đến 7 phút đã có thể tích hợp dữ liệu trên hệ thống quốc gia, sau đó cấp mã số truy cập cho người dân thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân có thể đến bệnh viện nhận giấy phép lái xe mới hoặc đăng ký với bưu điện nhận tại nhà.